bạn có thể lựa chọn mua các loại thực phẩm sau để đảm bảo sức khỏe như thịt lợn và bắp cải. Thịt lợn có chứa chất selen, khi ăn cùng với bắp cải sẽ giúp tăng chất hữu cơ sulforaphane. Chất này làm tăng gấp 13 lần hiệu quả của chất selen có trong thịt lợn, hỗ trợ ngăn chặn sự tăng trưởng của tế bào ung thư. Táo và chocolate. Trong táo có chứa enzyme catechin. Chất này kết hợp cùng quercetin chống oxy hóa có trong chocolate giúp tăng cường miễn dịch, kích thích hoạt động của não, cải thiện hoạt động của tim và mạch máu, giảm nguy cơ mắc bệnh ung thư. Một lựa chọn khác mà bạn cũng dễ dàng lựa chọn và tìm mua là cà chua và gan. Cà chua chứa nhiều chất vitamin C, sắt chứa trong gan. Việc lựa chọn các loại thực phẩm này giúp tim và mạch máu hoạt động tốt hơn. Một số thực phẩm khác đối với những ai yêu thích bột yến mạch và nước cam. Hai loại đồ ăn này là nguồn tuyệt vời, cung cấp phenolic. Cách kết hợp này giúp bạn cải thiện hệ tiêu hóa và làm sạch cơ thể, loại bớt các chất độc. Ngoài ra, khi uống trà xanh với chanh là một cách tuyệt vời để làm dịu cơn khát và bổ sung năng lượng. Trà xanh có chứa catechin, chanh chứa nhiều vitamin C sẽ giúp làm tăng hệ miễn dịch trong những ngày nắng mưa thất thường như hiện nay.